tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ đầu năm 2019 các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Và ở cái phiên bản Mazda 3 2018 này thì là phiên bản facelift rồi các bạn nhé. Có phanh tay điện tử rồi, có cửa nóc rồi, khóa thông minh, đề nổ start top. Và đặc biệt là chiếc xe này thì chủ xe còn lắp thêm cảm biến trước này này. Có sẵn cảm biến sau, camera lùi, chủ xe lắp thêm cảm biến trước này. Camera hành trình có cả cam trước và cam sau luôn quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn nhé, chủ xe vừa rồi có vay ngân hàng cho nên là có mua bảo hiểm từ lúc mới mua xe luôn đến bây giờ nhé. Bảo hiểm vẫn còn dài cho nên quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này là yên tâm, không phải mua bảo hiểm nữa. Bảo hiểm thâm vỏ còn rất là dài. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng quý vị và các bạn nha. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi từ kênh ô tô 360 nè. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 2018 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội màu trắng ngọc trinh này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần thân vỏ cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Mazda 3 2018 chạy đường Hà Nội các bạn nhé. Những chiếc xe mà chạy đường Hà Nội thì xước sát thì không bao giờ tránh khỏi được quý bạn nhé. Nhưng chỉ xước sát nhỏ nhẹ mà sơn thôi quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn về chiếc xe này là không tai nạn các bạn ạ. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, quý bạn xem nước sơn này ạ. Hôm nay thì thời tiết cực kỳ nắng gắt. Đấy, cho nên là để xe dưới nắng như thế này, chúng ta nhìn nếu như một chiếc xe mà bị xước nhiều, sơn lại nhiều thì nhìn cái nền nó sẽ rõ hết ở dưới nắng đây các bạn ạ. Dưới nắng thì không giấu được cái gì cả các bạn nhé. Tôi sẽ quay một cái góc nghiêng xe này để cho quý bạn thấy được là nước sơn zin cũng còn rất là nhiều các bạn nhé. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều các bạn ạ. Và đây là cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước của xe thì các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị sẵn đèn pha bi xenon rồi này. Đèn gầm cũng là đèn bi rồi các bạn nhé. Đèn gầm cũng là đèn bi này. Đấy, và chiếc xe này đã được chủ xe lắp thêm cái cảm biến trước nữa các bạn này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn còn rất là mới, rất là đẹp này. Mặt ca lăng đằng trước này, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, về cái phần cabo cũng còn sơn zin này. Cabo sơn zin này, tai này, cánh cửa này, gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay cả mở về cái bên phụ luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đấy là cái về cái phần nước sơn bên ngoài đây ạ. Đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là về cái phần ba đờ sốc sau thì các bạn thấy đây ạ. Toàn bộ từ những cái cụm đèn sau này cũng còn zin, còn nguyên bản hết này. Toàn bộ từ logo, chữ đều rất là mới các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đèn cũng còn mới luôn này.
cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản sedan. Đấy. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và đây cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn cả một cái dàn lốp Michelin là chủ xe vừa mới thay. Một cái dàn lốp Michelin nhé. Dàn lốp Michelin vừa mới thay luôn. Gần như là nhiều chủ xe là mua xe xong đã thay luôn Michelin đi cho nên. Vì bản thân tôi cũng xin chia sẻ thêm về cái dòng Mazda này, thì thưa với các bạn là bản thân ở những cái dòng Mazda này là đi cái lốp nguyên bản là lốp Bridgestone, đi cũng hơi ồn, cho nên là nhiều xe đã vừa mua xong là thay luôn một dàn lốp Michelin đi cho nó êm. Nhưng cũng có xe đi đến 3-4-5 vạn thì mới bắt đầu thay để cho nó đỡ phí, vì là cái xe bỏ ra một dàn lốp mới cũng vứt đi, vì đổi cát thì cũng chả đáng được bao nhiêu tiền. Có người là sẽ đi cố đến 4-5 vạn thì mới bắt đầu thay. Thì chiếc xe này là chủ xe cũng đi được khoảng 4-5 vạn gì đấy thì mới bắt đầu thay lên một cái dàn lốp mới này các bạn nhá. Đấy, dàn lốp Michelin mới tinh cả dàn luôn. Và chiếc xe này thì lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ cơ các bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần lốp. Đấy, về cái phần bên ngoài, về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài thì rất là ok rồi các bạn nhé. Đấy, không có bị tai nạn, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì cả đây. Còn rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem về cái phần nội thất này. Bây giờ bấm tay để mở cửa. À, chìa khóa tôi đang không cầm à? Chìa khóa đang vứt ở ngoài kia. Đấy, thì mới mở được. Đấy, phải có chìa khóa ở trong người thì mới bắt đầu mở được cửa quý bạn nhé. Chìa khóa zin nguyên bản, còn hai chiếc luôn các bạn nhé. Còn nguyên bản đầy đủ chìa khóa luôn đấy ạ. Chiếc xe này là cứ chìa khóa ra khỏi xe cái là tự động khóa cửa. Còn có chìa khóa trong người là bắt đầu bấm cửa này. Đấy, mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này là còn zin các bạn nhé. Keo chỉ zin này, chưa có bị mất một phần keo chỉ này. Tắp bi cánh cửa còn rất đẹp đây các bạn này. Đấy, tắp bi cánh cửa này. Cụm điều khiển lên xuống kính này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, và đây nâng chỉnh độ cao đèn pha này. Đấy, rồi i-stop, vô lăng, cần số này, phanh tay điện tử rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, toàn bộ là rất là đẹp. Nội thất da thì cũng đã được trang bị nội thất da cao cấp rồi. Nó chỉ thiếu so với phiên bản 2019 là ghế điện nhé. Ghế 2018 thì vẫn là ghế cơ, 2019 thì bắt đầu ghế điện. Đấy, đều rất đẹp các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho các bạn cùng xem này. Đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Tắp bi cánh cửa này cũng còn nguyên và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất hàng ghế phía sau đây thưa với quý bạn này. Đấy, với những chiếc xe mà không chạy dịch vụ, không có chở khách, chỉ xe gia đình thôi. Phần lớn những chiếc xe Mazda 3 là chạy xe gia đình nhé. Chứ còn cũng có một số xe là chạy khách, chạy dịch vụ, đưa đón khách sân bay đấy các bạn nhé. Đấy, nội thất rất đẹp luôn này. Ghế da đây các bạn này. Tôi quay thật sát, thật chi tiết cho các bạn thấy được, để các bạn thấy được cái chất lượng của chiếc xe nó như nào đây ạ. Đấy, trần này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Cửa sổ nóc này. Mazda 3 thì đã có cửa sổ nóc rồi. Đấy. Nhựa này, những cái phần nhựa đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Bây giờ thì tôi sẽ bấm cái điện lên để cho các bạn xem này. Start top này. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. Đấy. Màn hình này. Đầu DVD này. Và đây là cái cam hành trình mà chủ xe lắp thêm này, có cả cam trước, cam sau luôn các bạn nhá. Đấy, đầy đủ hết cả rồi. Gương chiếu hậu là chống chói này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhá. Toàn bộ từ vô lăng. Vô lăng thì được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình này, ga tự động hay còn gọi là cruise control đấy ạ. Để tôi cho nhỏ cái loa đi cái nhé. Đầu DVD ở dưới, đầu DVD dưới đây ạ. Đang chạy DVD CD đấy ạ. Toàn bộ từ vô lăng, cần số này, đều rất đẹp các bạn nhé. Tablo này, quý vị các bạn thấy đấy ạ, một chiếc xe rất đẹp, rất mới như này đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đăng kiểm thì còn dài, đến tận tháng 7 năm 2024 cơ. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Điều hòa thì tự động rồi. Đấy, nội thất các bạn xem này. Tắp bi toàn bộ từ tắp bi cánh cửa này cho đến vô lăng, tắp lô,
Đấy, tắt đi bên này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái điện đi. Tôi ra ngoài tôi sẽ giới thiệu tiếp cái phần bên ngoài cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho các bạn cùng xem này. Cốp sau bấm điện ở đây hoặc có thể bấm vào trên chìa khóa. Đấy, toàn bộ những cái phần keo chỉ cốp sau này. Keo chỉ cốp sau là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là nguyên này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Chúng tôi cam kết luôn ạ. Những cái phần nỉ ở cái cốp sau này cũng còn rất là đẹp đây các bạn này. Và ở cái phần cốp sau này thì các bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng rất là cẩn thận nhá. Vẫn còn cái bạt che xe này, tôi mua về là tôi để nguyên ở trong đây này. Bạt che xe đây, những cái này là tôi dọn mà tôi chưa bỏ ra đâu. Đấy, đây là cái phần nỉ này, nỉ ở cái cốp sau này. Đấy, với những chiếc xe cốp sau không chạy dịch vụ thì không bao giờ để đồ mấy thì nó còn đẹp mới như này đây. Lốp xưa cua chưa hạ cho nên là những cái kích này cũng còn mới tinh này. Đấy, kích còn mới tinh luôn các bạn nhé, vì lốp xưa cua chưa hạ đây. Và chủ xe cũng rất cẩn thận này, lót cốp bằng cái nhựa này này. Đấy, đã lót cốp. Dưới đây cái nỉ nguyên bản này, còn rất mới này. Đấy, nỉ nguyên bản này, theo xe còn rất mới này. Lốp xưa cua dưới này đây ạ, tôi cho các bạn xem này. Lốp xưa cua còn mới tinh, chưa hạ đây các bạn này. Đấy, lốp xưa cua này vẫn còn cái màu xanh ở trên lốp đây nhá. Chưa hạ, lốp xưa cua chưa hạ, mới tinh luôn các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2018 nhưng mà đăng ký là 2019 các bạn nhá. Tính sử dụng là bắt đầu từ 2019. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên luôn quý bạn nhá. Chắc chắn với quý bạn là keo chỉ còn nguyên luôn này. Đấy, tắp đi cánh cửa rất mới luôn. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này, tất cả là còn đều rất đẹp luôn quý bạn nhá. Đây là nội thất phía sau này. Đấy, nội thất phía sau. Đấy, quý bạn xem này, toàn bộ từ những cái phần da nguyên bản này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ những cái phần da đằng sau này thì gần như là ít ngồi, các bạn xem này này, ngồi nhiều hay ngồi ít thì các bạn xem vào những cái phần ghế này là thấy được cái chất lượng của chiếc xe như nào rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này, cũng là bấm tay để mở cửa nhé. Toàn bộ là keo chỉ cánh cửa là còn nguyên này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên hết đây các bạn nhé. Tắp bi cánh cửa còn nguyên này. Tắp bi cánh cửa còn nguyên này. Ốc bản lề còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý bạn thấy được là nó còn nguyên bản hết luôn ạ. Và rất đẹp này. Từ tắp bi cánh cửa này. Đấy. Đến tắp lô. Táp bi cánh cửa đến táp lô. Vô lăng, cần số này, quý bạn thấy đây ạ, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2019. Đấy, và đây thưa với quý bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2018 đấy nhé. Sản xuất cuối năm 2018, đăng ký năm 2019 các bạn ạ. Lăn bánh là năm 2019. Đấy, rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất và về cái phần nội thất thì chúng tôi cũng đã giới thiệu xong rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2018 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và động cơ của Mazda thì quý bạn biết được rồi ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp máy này lên cho quý vị và các bạn xem. Nắp máy của con Mazda nào nó cũng có cái bột này đây, bột như cái bột bông thủy tinh ấy. Đấy. Và đây là toàn bộ về cái ốc máy nhá các bạn nhé. Từ ốc chân máy này. Đấy, các bạn xem cả những cái ốc sâu dưới này nhé. Ốc mà chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết đây các bạn này. Đấy, còn nguyên bản này, số máy này. Đấy, số máy này rất là sáng luôn các bạn ạ. Vì chiếc xe này bắt đầu sử dụng từ năm 2019, lại là xe chạy gia đình, không kinh doanh vận tải, không chạy dịch vụ gì cả. Đấy, cho nên là còn rất đẹp, rất mới đây. Ốc giảm sóc này, toàn bộ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết, có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn về cái động cơ này là còn nguyên bản này. Không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả đâu. Tất cả là còn nguyên bản này. Và còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Xem kể cả những cái phần nỉ của chống nóng cabo này cũng còn rất là mới đây các bạn này. Đấy, đây những cái phần mép cabo. Quý vị các bạn xem đây ạ. Đấy, nếu như mà
đâm đụng hay là va chạm gì cả thì các bạn xem đây là biết luôn ạ. Đấy, không thể giấu được. Với những cái nếu mà xe bị đâm đụng hay va chạm mà phải làm lại nhé, thì nhìn cái những cái dấu vết này không bao giờ làm mất được đâu các bạn nhé. Đấy, về cái chiếc xe Mazda 3 2019 này, về cái động cơ thì là quá tuyệt vời rồi các bạn nhé, không có gì phải bàn cả. Đấy, đấy, tôi sẽ bật lại cái ốc. Đấy, về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mm-hmm.